Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2020 phát trên sóng FM tần số 88,3 MHz của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình hôm nay sau phần tin mời quý vị và các bạn nghe những nội dung chính sau đây. Kiểm soát trên 14.000 xe các loại. Đông Triều, giáo viên tham gia cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử. Đoàn thanh niên xã Hồng Thái Đông lắp đặt bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các xứ cánh đồng. Tiếp đến là bài bác sĩ nỗ lực vì sức khỏe của người bệnh. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục pháp luật và đời sống và chuyên mục phòng chống dịch COVID-19. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 27 tháng 3, đồng chí Phạm Văn Thành, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các cơ quan đơn vị ban ngành đoàn thể và các xã phường về các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Cùng dự có đồng chí Hoàng Văn Thắng, phó bí thư thường trực thị ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, phó bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã. Tính đến ngày 26 tháng 3, Quảng Ninh ghi nhận 7 ca mắc hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển và Bệnh viện Dã chiến Quảng Ninh. Tại thị xã Đông Triều có 31 ca nghi nhiễm, trong đó 1 ca ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 2 ca ở Bệnh viện Thụy Điển, 28 ca ở Trung tâm Y tế Đông Triều. Kết quả xét nghiệm 28 trên 31 ca âm tính với COVID-19, 3 ca là bệnh nhân cũ của Bệnh viện Bạch Mai vào cách ly đang chờ kết quả. Công tác thu dung điều trị bệnh nhân tại Đông Triều bố trí 2 cơ sở bao gồm Trung tâm Y tế thị xã, Trung tâm Y tế Than Mạo Khê, trụ sở Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn được trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung của thị xã. Cán bộ y tế của cơ sở đã thực hiện theo dõi đánh giá tình trạng sức khỏe của các trường hợp tại cơ sở cách ly 2 lần một ngày. Hiện tại tất cả các trường hợp không có triệu chứng ho, sốt, sức khỏe bình thường. Thị xã cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã phường rà soát các trường hợp đi đến khám chữa bệnh và học tập công tác tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10 tháng 3 năm 2020 đến nay để được tư vấn theo dõi hướng dẫn cách ly y tế đúng quy định. Tính đến 21 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2020, trên địa bàn thị xã đã rà soát được 72 trường hợp đến Bệnh viện Bạch Mai và Trung tâm Y tế cách ly 4 người, vào cơ sở cách ly tập trung 10 người. Thị xã chỉ đạo 21 trên 21 xã phường đồng loạt triển khai khám kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế, lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân, sàng lọc nguy cơ nhiễm COVID-19, thực hiện quản lý chặt chẽ và yêu cầu khai báo y tế đối với tất cả những trường hợp tạm trú, vãng lai, người từ nơi khác mới đến địa phương trong vòng 14 ngày. Kết quả thực hiện được 97,1%. Cùng với đó, thị xã đã thành lập 8 chốt kiểm soát phương tiện và kiểm tra thân nhiệt tất cả người tỉnh ngoài vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Kết quả từ đầu đến nay đã thực hiện kiểm soát đến 16 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2020 là 39.159 xe các loại, trong đó 27.993 ô tô với 90.557 lượt người, trong đó có 64 người nước ngoài. Tại điểm chốt cầu Vàng Chua đã triển khai xong việc lắp một máy quét thân nhiệt tự động phục vụ việc kiểm soát người ngoài vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức phong tỏa cách ly một địa phương cấp xã để phòng chống dịch bệnh COVID-19, phương án đảm bảo ổn định nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trong trường hợp khoanh vùng phong tỏa cách ly toàn thị xã, đánh giá việc thực hiện xây dựng kịch bản phương án đáp ứng cấp độ 2, độ 3 trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn các xã phường, phương án bảo vệ tránh lây chéo trong bệnh viện. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thành, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã nhấn mạnh, cấp ủy chính quyền, từng đồng chí đứng đầu, các địa phương, người dân và cộng đồng phải xác định tâm thế, đây là một cuộc chiến để thay đổi suy nghĩ tư duy. Trong 1 đến 2 tuần tới là thời điểm cực kỳ quan trọng để đất nước chúng ta định vị được các mầm bệnh và các khu vực ổ dịch để khoanh vùng, cách ly và dập dịch một cách hiệu quả. Đây chính là chìa khóa, là khoảng thời gian vàng để chống dịch hiệu quả. Vì thế, phải hết sức khẩn trương, chủ động, hiệu quả và hiệp đồng chặt chẽ, lấy phương châm ngăn ngừa, ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng là mục tiêu chính, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy chính quyền từ thị xã đến xã, phường, thôn khu, sự đồng lòng hợp tác của người dân, cộng đồng và doanh nghiệp là yếu tố then chốt.
Cùng với đó, phải cụ thể hóa tổ chức chỉ huy, phân công từng người, từng cơ quan đơn vị và có hệ thống liên lạc kịp thời, ngay lập tức, không chậm trễ. Các phương án chỉ huy phải thành lập được các tổ biệt đội, phản ứng nhanh của thị xã, của ngành và từng xã phường, trong đó của thị xã là trung tâm. Hạn chế tối đa chống dịch bằng phong trào, bằng hô hào, mà phải dùng hình thức, phương thức phù hợp, trong đó sử dụng các công cụ ít tiếp xúc như điện thoại trực tuyến. Đồng chí nhấn mạnh, kịch bản phương án tổ chức phong tỏa cách ly một địa phương cấp xã để phòng chống dịch bệnh COVID-19 là để chỉ huy thực hiện, nên phải được xây dựng cụ thể theo hai chiều hướng là cách ly tại địa phương và cách ly phong tỏa. Phương án cách ly phong tỏa tại các địa phương, phương án điều tra dịch tễ F1, F2, khám vận chuyển cách ly phòng lây nhiễm chéo, đặc biệt trong các cơ sở điều trị, cán bộ, người thực hiện, tham gia chống dịch ở tuyến đầu phải được quan tâm. Đối với phương án đảm bảo ổn định nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trong trường hợp khoanh vùng, phong tỏa cách ly toàn thị xã, phải dự báo được thời gian và nhu cầu của các điều kiện khi xảy ra cách ly, phải chốt được các nguồn, trong đó những thiết bị bảo hộ cho đội ngũ chống dịch phải được ưu tiên. Mạng lưới cung ứng thực phẩm phải được cụ thể về số điện thoại, nguồn cung cấp phân theo vùng, công bố niêm yết giá, quan tâm chăm lo chế độ chính sách cho những người chống dịch. Đồng chí yêu cầu trước ngày 28 tháng 3 sẽ phê duyệt các kịch bản, phân công, phân nhiệm cụ thể. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 28 tháng 3, đồng chí yêu cầu tất cả các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị không hội họp vượt quá 20 người. Tất cả mọi người khi đến các thôn khu xã phường, cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đều phải khai báo tên tuổi, số điện thoại, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi làm việc, có sổ sách theo dõi cập nhật, báo cáo thường xuyên theo ngày. Trung tâm Hành chính công khuyến cáo công dân hạn chế đến làm các thủ tục nếu không cần thiết. Các hoạt động thanh toán nộp tiền không thực hiện trực tiếp, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, kể cả quán hàng ăn, nhà hàng, hàng ăn sáng phải dừng hoạt động, chỉ hoạt động các siêu thị lớn, các chợ, cửa hàng bán gạo, cung cấp thực phẩm thiết yếu, dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng, tuyên truyền người dân tăng cường ở nhà, hạn chế ra ngoài. Liên quan đến nguồn nhân lực, đồng chí yêu cầu phải làm việc với các cơ quan đơn vị quân đội trên địa bàn sẵn sàng huy động lực lượng, các xã phường phải huy động dân quân chống dịch, tuyệt đối không trưng dụng người trên 55 tuổi. Trung tâm y tế thị xã phải tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện và dự phòng các phương án. Ngoài ra, phải tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tính đến hết ngày 22 tháng 3, tổng số xe được kiểm tra tại các chốt kiểm soát phương tiện và kiểm tra thân nhiệt tất cả người tỉnh ngoài và địa bàn thị xã Đông Triều, Quảng Ninh là 14.046 xe các loại. Trong đó có 12.580 ô tô, 38.711 lượt người. Trong đó có 41 người nước ngoài, 6 người Đài Loan, 4 người Trung Quốc đến Móng Cái để đi Trung Quốc. Một người Nam Phi đã ở Việt Nam từ tháng 1 năm 2020 đi Uông Bí làm giáo viên. 4 người từ Bắc Giang đi Hoành Bồ. 2 người từ Bắc Ninh đi Quảng Yên. 1 người nước Anh đi xe đạp xuống Cẩm Phả làm giáo viên. 4 người Anh về Hạ Long. 12 người Hàn Quốc về Hải Phòng. 1 người Ấn Độ đi Cẩm Phả làm giáo viên. 1 người Anh đến Đông Triều. 1 người Trung Quốc đến Quảng Yên và 4 Hàn Quốc đến Hạ Long. Các chốt kiểm soát liên ngành có nhiệm vụ kiểm soát 100% người nước ngoài đến Quảng Ninh, kiểm soát chặt chẽ người Việt Nam đến và đi khỏi địa bàn thị xã, tỉnh, nhất là các trường hợp về hoặc đi qua vùng dịch, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại, khuyến khích sử dụng các hình thức khai báo điện tử, kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải công cộng, đảm bảo 100% hành khách đeo khẩu trang, phương tiện có trang bị nước rửa tay sát khuẩn để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành công tác khám sàng lọc sức khỏe, khai báo y tế cho toàn dân trên địa bàn, trạm y tế 21 xã phường đã tiến hành cập nhật hồ sơ sức khỏe của người dân và hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân. Để cập nhật trên 173.000 hồ sơ, xong trước ngày 27 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thị xã đã huy động lực lượng giáo viên tin học, các trường trung học cơ sở đang nghỉ học, tham gia cập nhật tại các trạm y tế xã phường. Tại phường Mạo Khê có trên 36.000 hồ sơ cần cập nhật vào hệ thống, đã huy động 20 giáo viên trung học cơ sở tham gia với tinh thần chung sức đồng lòng, tham gia cùng toàn dân chống dịch. Dành thời gian để cán bộ y tế cơ sở xuống khu phố cùng cán bộ khu phố kiểm tra giám sát những người đang trong diện cách ly tại nhà và thực hiện công tác phòng dịch COVID-19. Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2020. Vừa qua, Đoàn Thanh niên xã Hồng Thái Đông đã tổ chức ra quân lắp đặt bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các xứ cánh đồng trên địa bàn. Đây là mô hình dân vận khéo gắn với công tác bảo vệ môi trường mang lại hiệu quả thiết thực.
Tại buổi ra quân, đoàn thanh niên xã đã triển khai và lắp đặt 35 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng của 5 thôn trên địa bàn xã, nâng tổng số bể trên địa bàn xã là 60 bể. Trong buổi ra quân, lực lượng đoàn thanh niên xã đã thu gom tại chỗ được hơn 100 kg rác thải. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân địa phương, giảm thiểu tối đa tác hại từ việc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, vỏ bao bì, vứt bừa bãi trên đồng ruộng ở địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Đông Triều. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 88,3 MHz và phát trên fanpage truyền hình thị xã Đông Triều. Thưa quý vị và các bạn, là bác sĩ được đào tạo bài bản chuyên nghiệp có chuyên môn tốt, song bác sĩ Nguyễn Thế Phương, trưởng khoa ngoại, Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều vẫn luôn chủ động tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ thuật để phục vụ việc khám chữa bệnh cho người dân. Sau đây là bài bác sĩ nỗ lực vì sức khỏe của người bệnh. Yêu nghề, từng trải qua các vị trí làm việc từ cấp xã phường đến trưởng khoa ngoại, trung tâm y tế thị xã. Ở vị trí nào, bác sĩ Phương đều đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, tận tụy với công việc. Bác sĩ Phương luôn được các đồng nghiệp trân quý bởi luôn tích cực hỗ trợ đào tạo, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, nhiều y bác sĩ, trẻ tuổi đời, trẻ tuổi nghề đã được bác sĩ Phương kèm cặp thành thạo trong công việc. Đặc biệt được sự tạo điều kiện của lãnh đạo trung tâm về cơ chế, bác sĩ Phương đã áp dụng công nghệ thông tin vào khám chữa bệnh thành công. Trước đây, các kỹ thuật khó như nẹp cột sống, thay khớp háng, đứt dây chằng chéo gối, tán sỏi ngược dòng, 100% đều phải chuyển tuyến trên. Nhưng đến nay đã thực hiện được tại trung tâm y tế thị xã. Khi gặp các ca bệnh nặng, bác sĩ Phương cùng các đồng nghiệp đã hội chẩn trực tuyến với các bác sĩ giỏi ở bệnh viện tuyến trung ương để đưa ra quyết định mổ cho bệnh nhân tại trung tâm hoặc mời các bác sĩ tuyến trên về trực tiếp phẫu thuật. Mỗi năm, bác sĩ Phương cùng các đồng nghiệp thực hiện 20-30 ca bệnh khó theo hình thức trên cho các bệnh nhân và đều đạt hiệu quả cao. Hình thức này không chỉ giúp phát huy tối đa hiệu quả các trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật vừa được đầu tư tránh sự lãng phí, mà còn đáp ứng tốt nhất việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giảm tải cho tuyến trên, tiết kiệm kinh phí, thời gian cho bệnh nhân, đồng thời giúp các y bác sĩ có điều kiện học hỏi, kinh nghiệm nâng cao trình độ. Nhiều người có quan điểm yêu nghề nhưng phải làm việc ở những bệnh viện lớn, ở tuyến đầu. Còn với bác sĩ Phương thì khác, khi tôi mới vào nghề, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Xuân Tiến, giám đốc trung tâm nói với tôi rằng, đã là bác sĩ thì ở đâu cũng là chữa bệnh cho nhân dân. Từ đó tôi quyết định gắn bó và phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân Đông Triều. Đồng thời, luôn nỗ lực tự học hỏi, nâng cao trình độ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, bác sĩ Phương chia sẻ. Giám đốc Trung tâm Y tế Đông Triều Nguyễn Xuân Tiến khẳng định, bác sĩ Phương là người tích cực sáng tạo trong chuyên môn, phát huy tốt năng lực, không chỉ với cá nhân mình mà còn cho cả đơn vị. Bác sĩ Phương cũng luôn nắm vững xu thế phát triển của trung tâm nói riêng, của ngành y nói chung để bồi dưỡng chuyên môn, phục vụ sức khỏe cộng đồng tốt nhất, vừa triển khai được yêu cầu khám chữa bệnh, vừa đảm bảo thực hiện việc chiến lược phát triển của đơn vị. Đây là một trong những bác sĩ của trung tâm đáp ứng được yêu cầu sự hài lòng của người bệnh. Với sự nỗ lực của bản thân, sự tạo điều kiện của lãnh đạo trung tâm, bác sĩ Nguyễn Thế Phương đã phát huy tốt khả năng của mình để mang lại sức khỏe, niềm vui cho nhân dân. Nhờ đó, anh đã luôn nhận được nhiều bằng khen của các cấp ngành trong suốt hơn 14 năm gắn bó với ngành y. Quý vị và các bạn vừa nghe bài bác sĩ nỗ lực vì sức khỏe của người bệnh. Chuyên mục Pháp luật và đời sống. Trong chuyên mục Pháp luật và đời sống tuần này, mời quý vị và các bạn nghe bài Đông Triều phòng ngừa sai phạm từ công tác kiểm tra, giám sát. Những năm qua, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Thị ủy Đông Triều được triển khai đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Qua đó, góp phần ngăn ngừa những hành vi vi phạm trong cán bộ đảng viên. Nhằm thống nhất công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát gọi chung là kiểm tra, tránh sự chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng, Thị ủy Đông Triều đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, đề xuất nội dung, chương trình kiểm tra của hệ thống chính trị, đảm bảo đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm. Ngày đầu năm 2020, Thị ủy Đông Triều đã thống nhất ban hành chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của thị xã Đông Triều năm 2020 với những nội dung trọng điểm.
Đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều cho biết, chương trình kiểm tra thanh tra giám sát của thị xã được thực hiện đồng bộ, rõ trách nhiệm, rõ nội dung, đối tượng, đảm bảo tiến độ, thời gian quy trình. Trong đó, địa phương chú trọng công tác này đối với những vấn đề lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Theo kế hoạch năm 2020, thị xã Đông Triều thực hiện gần 30 cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát tại tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn liên quan đến các nội dung, công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, công tác cán bộ theo quy định số 179 ngày 25 tháng 2 năm 2019 và quy định số 205 ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị. Công tác phòng chống tham nhũng, quản lý tài nguyên khoáng sản, thực hiện kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ công tác đại hội đảng các cấp. Trong đó sẽ có nhiều cuộc kiểm tra đột xuất, trực tiếp, thường xuyên, không báo trước nhằm tăng sự minh bạch, đánh giá đúng thực chất vấn đề. Đơn cử như cơ quan tổ chức nội vụ thị xã Đông Triều sẽ thường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với tất cả các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước. Đây là một trong những nội dung được Thị ủy Đông Triều quán triệt triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm nhằm đảm bảo mọi hoạt động của các cơ quan công quyền đi vào hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp và từng bước cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh. Để đảm bảo cho đại hội các chi đảng bộ trực thuộc thành công tốt đẹp, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh ủy, Thị ủy Đông Triều đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị được giao làm tốt công tác nắm bắt công tác xây dựng nhân sự, nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đặng Thị Sen, Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra Thanh tra Thị ủy Đông Triều cho biết, ngoài những nội dung kiểm tra theo kế hoạch hàng năm, năm 2020, đơn vị có thêm nội dung mới, đó là kiểm tra công tác xây dựng nhân sự, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Riêng nội dung này, hiện đơn vị đã và đang tích cực triển khai kiểm tra để sớm hoàn thành báo cáo Thị ủy. Công tác nhân sự đại hội được Trung ương quy định rất chặt chẽ bằng chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 và quy định số 205 ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị. Do vậy, nếu không rà soát kiểm tra kỹ, sẽ có những chi đảng bộ có nhân sự rơi vào trường hợp người có quan hệ gia đình cùng đảm nhiệm chức danh có liên quan như bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cùng cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân và người đứng đầu cơ quan nội vụ thanh tra cùng cấp ở một địa phương, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan đơn vị. Với sự lựa chọn những nội dung lĩnh vực có trọng tâm trọng điểm, tin tưởng rằng công tác kiểm tra năm 2020 của Thị ủy Đông Triều sẽ đạt được những kết quả tích cực, tạo đồng thuận thống nhất cao trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với tổ chức đảng. Chuyên mục Phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ra chỉ thị số 15 về việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một số nội dung. Các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, chấp nhận thiệt hại về kinh tế để phòng chống dịch, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng chống dịch. Theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để. Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020, dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cơ sở kinh doanh dịch vụ cần đóng cửa.
hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hạn chế các chuyến bay và các hoạt động vận chuyển hành khách từ thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến các nơi khác trên toàn quốc, tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa. Thủ tướng Chính phủ, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người. Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày 26 tháng 3 năm 2020, để triển khai các giải pháp cấp bách thời kỳ cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh đã điện khẩn và yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của tỉnh ủy tại thông báo số 1712 ngày 25 tháng 3 năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1721, điện khẩn số 03 ngày 20 tháng 3 năm 2020. Đồng thời, bằng các biện pháp quyết liệt cụ thể để ra soát kỹ, truy tìm bằng được lộ trình di chuyển tiếp xúc của các trường hợp có tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm từ nước ngoài, nhập cảnh về nước và với bệnh nhân, môi trường Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội trong thời gian từ ngày 10 tháng 3 năm 2020 đến nay, tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào có nguy cơ lây nhiễm hoặc mang mầm bệnh ngoài cộng đồng mà không kiểm soát được. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lập ngay tại mỗi xóm, phố, cụm dân cư, trong từng thôn, khu phố 1 đến 2 tổ công tác theo thực tiễn về số hộ, đặc thù địa hình của từng thôn, khu để triển khai phòng chống dịch COVID-19. Thành viên là các đồng chí trong công an phường, chi hội cựu chiến binh, dân phòng, tự vệ, đoàn viên thanh niên, nhân viên y tế. Tổ công tác có trách nhiệm kiểm soát mọi công dân ra vào thôn, khu phố, biến động nhân khẩu trên địa bàn, nhất là người ở nước ngoài, ở các tỉnh địa phương khác về địa bàn tạm trú, thuê nhà, thuê khách sạn, kiểm tra y tế, đo thân nhiệt. Tất cả các công dân vào địa bàn, giám sát y tế, cập nhật thông tin vào tờ khai y tế tất cả các nhân khẩu trên địa bàn, kịp thời phát hiện thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế những trường hợp có nghi ngờ, nhất là những trường hợp đã tiếp xúc với những trường hợp nghi nhiễm từ nước ngoài về. Với bệnh nhân, người có liên quan đến môi trường bệnh viện tại Bạch Mai từ ngày 10 tháng 3 năm 2020 đến nay và các trường hợp phát sinh khác. Tổ công tác làm việc 24/7 từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 đến 0 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2020. Sau thời gian trên, UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn tình hình dịch bệnh. Các tổ công tác báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch, phường, xã, thị trấn trước 15 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo theo quy định. Tiếp tục tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí và dịch vụ khác như biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, dịch vụ vũ trường, bar, pub, club, điểm vui chơi, thanh thiếu nhi, cơ sở vui chơi và giải trí, cơ sở thể dục thể thao, dịch vụ internet, trò chơi điện tử, cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê trên địa bàn tỉnh đến ngày 15 tháng 4 năm 2020. Không được tập trung đông người như các quán ăn, quán cà phê, giải khát chỉ được mở cửa bán hàng mang đi, không sử dụng dịch vụ tại chỗ, giữ khoảng cách giữa hai người đảm bảo từ 2 mét trở lên, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, ghi chép toàn bộ thông tin người ra vào, họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ, thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế mở cửa các cửa hàng không bán các mặt hàng thiết yếu. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện nghiêm các quy định trên, đóng cửa ngay và xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở vi phạm, đặc biệt không được tập trung từ 20 người trở lên. Những địa điểm kinh doanh nếu tập trung đông người phải xử lý nghiêm vi phạm và cần thiết sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh. Đồng thời, Chủ tịch UBND các địa phương phải chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các điểm chốt chặn kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn đã thành lập. Thủ trưởng các sở ngành địa phương, đơn vị, người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp trên địa bàn tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trên một địa điểm trên cùng một lúc. Nếu số lượng lớn hơn phải chia nhỏ ra các phòng, khu vực, tăng cường giải pháp họp trực tuyến, cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở, trường học, bệnh viện.
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chủ trì làm việc với các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng trên địa bàn, trao đổi với Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố có phương tiện chở khách qua địa bàn Quảng Ninh để hạn chế giảm ít nhất 70% tần suất vận chuyển hành khách công cộng, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra xử lý kiên quyết các xe dù, xe hợp đồng trá hình, vận chuyển khách không phép, yêu cầu thực hiện các biện pháp khai báo y tế, phòng chống dịch bệnh. Thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương chủ động bố trí kinh phí bồi dưỡng cho lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại tổ dân khu phố và các lực lượng có liên quan. Thời điểm từ ngày 28 tháng 3 năm 2020 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020 là thời điểm cao điểm diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên diện rộng, nguy cơ lây nhiễm cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, đơn vị thuộc tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đang ngày càng phức tạp. Và trong thời gian tới đây, đất nước chúng ta sẽ bước vào giai đoạn thử thách thật sự. Thông điệp mà Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan chính quyền địa phương đưa ra đó là người dân nếu không có nhiệm vụ gì, nếu thực sự không cần thiết thì nên ở nhà vì nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng đang rất cao. Đứng yên ở thời điểm này với tất cả chúng ta đó là ở nhà. Tôi ở nhà, tôi thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội. Vì ở nhà lúc này là tự bảo vệ bản thân mình, bảo vệ người thân, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và bớt đi gánh nặng trên vai Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, trong khi Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cơ quan chức năng nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, kêu gọi người nghi mắc tiếp xúc gần với người mắc dịch COVID-19 chủ động khai báo để cách ly theo dõi, thì vẫn có một số trường hợp có hành vi giấu dịch, khai báo không trung thực để thoát cách ly. Để người dân hiểu rõ hơn quy định cách ly phòng dịch, nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi liên quan, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, Bộ Y tế đã có hướng dẫn chi tiết. Cụ thể, theo quy định tại Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch thuộc nhóm A, trong đó có bệnh COVID-19, phải được cách ly. Việc cách ly thực hiện theo Nghị định 101. Về quyền lợi, Thông tư 32 quy định người bị cách ly y tế do nhiễm bệnh sẽ được miễn chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định hiện hành về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập khi phát hiện, điều trị các bệnh truyền nhiễm. Đối với người bị cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tại cửa khẩu, cách ly tại địa điểm khác sẽ được cấp miễn phí các vật dụng y tế, vật dụng sinh hoạt cần thiết theo quy định, được cung cấp bữa ăn theo yêu cầu, phù hợp với khả năng của cơ sở thực hiện cách ly y tế, đồng thời miễn chi phí di chuyển từ nhà, từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế, đến cơ sở cách ly y tế hoặc từ cơ sở cách ly y tế này đến cơ sở cách ly y tế khác. Trường hợp người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế đang trong thời gian cách ly mà mắc các bệnh khác phải khám điều trị thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí điều trị các bệnh khác trong phạm vi quyền lợi đối với người có thẻ bảo hiểm y tế hoặc ngân sách nhà nước chi trả. Người thực hiện cách ly y tế được cơ sở thực hiện cách ly y tế cấp giấy chứng nhận thời gian thực hiện cách ly y tế để làm căn cứ hưởng các chế độ nếu có. Cũng theo đại diện Bộ Y tế, người cách ly y tế tại các cơ sở y tế và khu tập trung sẽ tự chi trả tiền ăn. Nhưng thời gian qua, hầu hết các địa phương và khu cách ly tập trung như quân đội dùng nguồn ngân sách của địa phương hoặc đơn vị để chăm lo đời sống tốt nhất cho người bị cách ly y tế. Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và lời kêu gọi của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lễ phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào ngày 17 tháng 3 năm 2020 tại Hà Nội. Thực hiện công văn số 687 ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về hưởng ứng phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Được sự đồng ý của Thường trực Thị ủy Đông Triều, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đông Triều trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã hãy bằng hành động thiết thực với tinh thần chống dịch như chống giặc. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch.
cùng nhau xây dựng ý thức tự giác, chấp hành những quy định khuyến cáo của cơ quan y tế, các cấp chính quyền để giữ gìn sự an toàn của cộng đồng, đảm bảo trật tự xã hội trước đại dịch. Với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình, hãy tích cực tham gia ủng hộ kinh phí, vật chất, ý tưởng sáng tạo để tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Đông Triều trân trọng ghi nhận sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và sẽ kịp thời chuyển tới các đơn vị cá nhân trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, chữa bệnh. Những khu vực cách ly, những trường hợp đang được điều trị bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Về đối tượng hình thức và mức vận động, cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, thị xã, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đóng quân trên địa bàn và cán bộ công chức các xã phường, mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương. Vận động các doanh nghiệp, cơ sở, kinh doanh, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, vật chất và các điều kiện cần thiết cho phòng chống dịch. Vận động các hộ tiểu thương, các hộ gia đình, trừ hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách trên tinh thần tự nguyện tham gia ủng hộ kinh phí, vật chất cho phòng chống dịch. Thời gian tổ chức đợt phát động và tiếp nhận. Đợt phát động được tổ chức từ ngày 25 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. Nơi tiếp nhận ủng hộ tiền mặt, vật chất, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Đông Triều. Tiếp nhận thông qua chuyển khoản, đơn vị thụ hưởng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Đông Triều. Số tài khoản 800-320-100-8663. Xin được nhắc lại số tài khoản 800-320-100-8663 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Quảng Ninh. Riêng các khối trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã nộp trực tiếp về Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, phòng sẽ tổng hợp và nộp. Một số cán bộ trực tiếp trao đổi thông tin, tiếp nhận ủng hộ. Ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, số điện thoại 0903-211-447. Ông Phan Hoàng Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, số điện thoại 0934-697-979. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, số điện thoại 0936-633-448. Bà Ngô Thị Nhắn, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, số điện thoại 0936-875-919. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan, Kế toán cơ quan khối, số điện thoại 0366-829-626. Đề nghị Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã tăng thời lượng tuyên truyền về đợt phát động gắn với tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên chương trình phát thanh của thị xã. Đề nghị các phòng ban cơ quan, Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị các tổ chức chính trị xã hội thị xã chủ động tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường kêu gọi vận động đoàn viên, hội viên, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Đông Triều tích cực tuyên truyền vận động các nhà tu hành Phật tử hưởng ứng tổ chức phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp thị xã có kế hoạch cụ thể để tuyên truyền phổ biến về đợt phát động và kêu gọi huy động các thành viên trực thuộc tiếp tục hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, các ngân hàng đang đầu tư kinh doanh trên địa bàn thị xã tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các xã phường căn cứ vào văn bản của thị xã chỉ đạo triển khai có hiệu quả đợt phát động trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ 0 giờ ngày 19 tháng 3, mọi người có thể nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Kế hoạch này được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tối ngày 18 tháng 3. Để nhắn tin ủng hộ, bạn cần soạn tin nhắn với cú pháp CV, dấu cách N. Trong đó N là số lần ủng hộ. Mỗi lần là 20.000 đồng, sau đó gửi tới số 1407. Ví dụ, nếu bạn muốn ủng hộ 200.000 đồng, cú pháp tin nhắn là CV dấu cách 10 gửi 1407. Thời gian tiếp nhận ủng hộ đến hết ngày 18 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, triển khai thông báo số 122 ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 23 tháng 3 năm 2020 về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.
Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai một số nội dung sau. 1. Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân các địa phương hoàn thành việc rà soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 8 tháng 3 năm 2020 tại địa phương, thực hiện việc cách ly theo quy định, nắm chắc các trường hợp ở nước ngoài dự định về nước trong những ngày tới nếu có. 2. Giao Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch trên các phương tiện công cộng, giám sát chặt chẽ tại các chốt kiểm dịch, tạm dừng hoạt động đối với những doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh không chấp hành. Chủ động trao đổi với các cơ sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố có phương tiện chở khách qua địa bàn Quảng Ninh để phối hợp xử lý. 3. Các khách sạn, cơ sở lưu trú phải thực hiện việc khai báo sức khỏe cho khách theo đúng quy định về phòng chống dịch, ghi chép đầy đủ thông tin của du khách và thông báo cho cơ quan kiểm soát tạm trú theo quy định. 4. Các trường hợp phải cách ly, tập trung, bắt buộc phát sinh tại các địa phương, các huyện, thị xã, thành phố tự chủ động bố trí địa điểm theo quy định. Trường hợp có nhu cầu cách ly tự nguyện trả phí, liên hệ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long để chuyển về khu cách ly có thu phí do thành phố Hạ Long bố trí. Các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo phương tiện giám sát các trường hợp này đến khu cách ly. 5. Các cơ sở cách ly kiểm soát chặt chẽ, không cho người ngoài đến thăm, không tiếp nhận hàng tiếp tế cho người được cách ly để bảo vệ an toàn cho người dân, người cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ. Trừ trường hợp đặc biệt, cần tiếp tế các loại thuốc chữa bệnh phải có sự kiểm soát của cơ quan y tế trực tại các cơ sở cách ly. 6. Đối với người nước ngoài đang thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, nhà, nơi cư trú, đã có kết quả xét nghiệm âm tính, có nguyện vọng được xuất cảnh về nước. Sở Y tế chỉ đạo xác nhận kết quả, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý cơ sở cách ly tập trung kiểm soát đảm bảo phương tiện vận chuyển, vật tư, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn để đưa đến điểm xuất cảnh, hạn chế tiếp xúc, hướng dẫn người xuất cảnh thực hiện các biện pháp kiểm dịch y tế để xuất cảnh theo quy định, giám sát việc thực hiện xuất cảnh cho công dân nước ngoài đảm bảo an toàn thuận lợi. Thực hiện theo công văn số 1538 ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. 7. Công an tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm để làm gương các trường hợp không khai báo không đúng, không chấp hành việc cách ly, không thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch. Cần thiết điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật, thông tin rộng rãi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 8. Tiếp tục tạm dừng hoạt động đón khách tham quan du lịch lưu trú tại Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, các khu điểm du lịch, điểm di tích lịch sử văn hóa và danh thắng trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. 9. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, dịch vụ vũ trường, bar, club, điểm vui chơi thanh thiếu nhi, cơ sở vui chơi và giải trí, cơ sở thể dục thể thao, dịch vụ internet, trò chơi điện tử, v.v. trên địa bàn tỉnh đến ngày 15 tháng 4 năm 2020. Hạn chế tối đa tập trung đông người, nhất là nhà hàng, quán ăn, các quán cà phê, giải khát, bếp ăn tập trung. Tối đa không quá 20 người tại cùng một thời điểm một lúc. Bố trí chỗ ngồi đảm bảo thông thoáng, khoảng cách giữa hai người đảm bảo từ 2 mét trở lên. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, ghi chép toàn bộ thông tin người ra vào, họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ, khuyến khích mua đồ mang đi, hạn chế sử dụng dịch vụ tại chỗ, thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, vệ sinh an toàn thực phẩm. 10. Các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự không tổ chức các nghi lễ hoạt động có tập trung đông người. 11. Về việc cưới, vận động 100% các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, người lao động, nhân dân có gia đình, người thân có dự định tổ chức đám cưới, tiệc cưới thì tạm thời hoãn, lùi thời gian tổ chức đám cưới, tiệc cưới trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các tổ công tác thuộc xã, phường, thị trấn có trách nhiệm vận động đến từng hộ gia đình, tạm dừng tổ chức tiệc cưới cho đến khi hết dịch bệnh COVID-19. Trong trường hợp không thể dừng thì chỉ tổ chức làm đám hỏi trong nội bộ gia đình gọn nhẹ và phải có các biện pháp phòng chống dịch như dùng khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn. 12. Về việc tang, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện nắm bắt tình hình, kịp thời chia buồn, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình, đồng thời vận động các gia đình có đám tang, đám giỗ, thực hiện thu hẹp quy mô tổ chức, hạn chế tụ tập đông người, số lượng tập trung không quá 50 người, nghi lễ nhanh gọn, cử nhân viên y tế tới hướng dẫn gia đình thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. 13. Tiếp tục cho học sinh
học viên cấp học mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và sinh viên các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thông tin đến học sinh, phụ huynh học sinh về lịch nghỉ học, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cơ sở giáo dục và đào tạo. Căn cứ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn học tập của học sinh, Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân các địa phương có giải pháp khai thác hiệu quả triệt để hạ tầng công nghệ thông tin sẵn có, kết hợp với khả năng sáng tạo của toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, cung cấp các hình thức hướng dẫn học sinh học qua kênh trực tuyến, lựa chọn và khai thác các kênh trực tuyến để học sinh có thể tiếp cận học tập một cách thuận lợi và hiệu quả nhất. 14. Sở Y tế tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc lây nhiễm chéo có thể xảy ra tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly, tăng cường các biện pháp bảo vệ đội ngũ cán bộ y tế, nhân viên làm nhiệm vụ tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly, ra soát bổ sung ngay các bộ kit xét nghiệm SARS-CoV-2, vật tư y tế để phục vụ nhu cầu phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Thực hiện công văn số 1914 ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã, phường khẩn trương triển khai một số nội dung sau. 1. Giao Công an thị xã chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã, phường hoàn thành việc rà soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh Việt Nam từ ngày 8 tháng 3 năm 2020 trên địa bàn thị xã, thực hiện cách ly theo quy định, nắm chắc các trường hợp ở nước ngoài dự định về nước trong thời gian nếu có, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo hoặc khai báo không đúng, không chấp hành việc cách ly, không thực hiện đúng các biện pháp chống dịch, cần thiết phải điều tra truy tố theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 2. Phòng Quản lý Đô thị, Công an thị xã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, rà soát kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch trên các phương tiện công cộng, ban quản lý, các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, taxi, xe buýt, các chốt kiểm dịch trên địa bàn thị xã, tạm dừng các hoạt động đối với những doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thị xã không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm, chủ động trao đổi, liên hệ với các huyện, thị, giáp xanh có phương tiện chở khách qua địa bàn thị xã để phối hợp xử lý. 3. Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục chỉ đạo rà soát các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn thực hiện việc khai báo y tế cho khách theo đúng quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch, ghi chép đầy đủ thông tin du khách và thông báo cho cơ quan kiểm soát tạm trú theo quy định. Chỉ đạo tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật, karaoke, massage, bar, club, điểm vui chơi thanh thiếu nhi, cơ sở vui chơi và giải trí, cơ sở thể dục thể thao, dịch vụ internet, trò chơi điện tử, v.v. Tạm dừng đón khách tham quan du lịch tại các điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thị xã đến ngày 15 tháng 4 năm 2020. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông, hạn chế tối đa tập trung đông người, nhất là nhà hàng, quán ăn, các quán cà phê, giải khát, bếp ăn tập trung, tối đa không quá 20 người tại cùng một thời điểm một lúc. Bố trí chỗ ngồi thông thoáng, khoảng cách giữa hai người đảm bảo từ 2 mét trở lên, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, khuyến khích mua đồ mang đi, hạn chế sử dụng dịch vụ tại chỗ. Đề nghị các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo thờ tự không tổ chức các nghi lễ hoạt động có tập trung đông người. Tiếp tục chủ động nắm bắt định hướng thông tin dư luận, đảm bảo chính xác kịp thời toàn diện hiệu quả, phối hợp với công an thị xã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về an ninh thông tin và an ninh mạng, đăng phát thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tới sự ổn định an ninh trật tự, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của nhân dân, nhất là trên mạng internet. Tăng cường phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường kiểm tra việc dừng hoạt động đón khách tại các điểm du lịch, di tích, việc dừng hoạt động cung cấp xử lý các dịch vụ cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, kịp thời tham mưu xử lý nghiêm đối với các cơ sở cố tình vi phạm. 4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã tiếp tục rà soát đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện khu cách ly tập trung của thị xã. Thường xuyên giám sát thực hiện việc cách ly, không cho người ngoài đến thăm, không tiếp nhận hàng tiếp tế. Người cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ, trừ trường hợp đặc biệt cần tiếp tế các loại thuốc chữa bệnh, phải có sự kiểm soát của cơ quan y tế trực tại các cơ sở cách ly. 5. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã, phường khẩn trương thông tin đến học sinh, phụ huynh học sinh, tiếp tục cho học sinh cấp mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và sinh viên các cơ sở đào tạo trên địa bàn nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn, lựa chọn và khai thác triệt để các kênh trực tuyến để học sinh có thể tiếp cận học tập một cách thuận lợi và hiệu quả nhất. 6.
về việc cưới, vận động 100% các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, người lao động, nhân dân có gia đình, người thân có dự định tổ chức đám cưới, tiệc cưới thì tạm thời hoãn, lùi thời gian tổ chức trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19. Ủy ban nhân dân các xã phường có trách nhiệm thành lập tổ công tác, vận động đến từng hộ gia đình tạm dừng tổ chức tiệc cưới cho đến khi hết dịch bệnh COVID-19. Trong trường hợp không thể dừng thì chỉ tổ chức làm đám hỏi trong nội bộ gia đình gọn nhẹ và thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch như dùng khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn. 7. Về việc tang, Ủy ban nhân dân các xã phường nắm bắt tình hình kịp thời chia buồn, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình, đồng thời vận động các gia đình có tang, đám giỗ thực hiện thu hẹp quy mô tổ chức, hạn chế tụ tập đông người không quá 50 người, nghi lễ nhanh gọn, cử nhân viên y tế tới hướng dẫn gia đình thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. 8. Các phòng ban đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thị xã tổ chức quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình về các nội dung chỉ đạo của thị xã, sử dụng hòm thư công vụ để trao đổi văn bản điện tử, không chia sẻ, đăng phát và đưa những thông tin không chính thống chưa được kiểm chứng lên các trang mạng xã hội. 9. Ủy ban nhân dân các xã phường triển khai các nội dung chỉ đạo của thị xã đến các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn được biết thực hiện chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng của thị xã, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, sử dụng Zalo nhóm để thông tin, thông báo các nội dung chỉ đạo tuyên truyền của các cơ quan quản lý tới tận các thôn khu, lưu ý chỉ sử dụng thông tin chính thống khi đã được kiểm chứng để gửi hoặc chia sẻ có chọn lọc. Tuyên truyền khuyến khích toàn thể nhân dân tăng cường tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thể tại nhà, nơi cư trú, hạn chế theo nhóm, lựa chọn địa điểm phù hợp, tránh tiếp xúc tập trung đông người nhằm nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng cho bản thân và cộng đồng, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tuyên truyền vận động người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, những người mắc bệnh nền nên hạn chế ra ngoài đường. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều vừa ra công văn số 780 về việc rà soát và khai báo tình trạng sức khỏe các trường hợp khám chữa bệnh, công tác học tập tại Bệnh viện Bạch Mai. Theo thông tin từ Bộ Y tế ngày 18 tháng 3 năm 2020 đến ngày 22 tháng 3 năm 2020, thành phố Hà Nội phát hiện liên tục 3 trường hợp mắc COVID-19 là nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai và bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện. Như vậy có thể có nguy cơ lây nhiễm chéo giữa nhân viên y tế và những người đến thăm khám điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong tháng 3 năm 2020. Để ngăn chặn sự bùng phát lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Yêu cầu các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đề nghị mọi người dân trên địia bàn thị xã Đông Triều kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2020 có đến khám chữa bệnh, công tác học tập tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội hoặc các cơ sở trực thuộc trong Bệnh viện Bạch Mai chủ động phối hợp thông báo về tình trạng sức khỏe với các đơn vị y tế trên địa bàn để được tư vấn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hướng dẫn người dân chủ động cách ly tại nhà theo đúng quy định. 2. Ủy ban nhân dân các xã phường rà soát lập danh sách người dân trên địa bàn kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2020 có đến khám, chữa bệnh, công tác học tập tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội hoặc các cơ sở trực thuộc trong Bệnh viện Bạch Mai báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã qua phòng y tế trước 15 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2020. 3. Phòng y tế đôn đốc tổng hợp danh sách của các xã phường báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã trước 17 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2020. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Căn cứ công văn số 398 ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp tục lấy mẫu và cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Giao công an thị xã chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục rà soát thống kê, lập danh sách tất cả các đối tượng nhập cảnh từ quốc gia vùng lãnh thổ nhập cảnh vào Việt Nam trên địa bàn thị xã kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2020. 2. Phòng y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức cách ly tập trung đối với những người nhập cảnh chưa qua 14 ngày. Trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính tiếp tục cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của thị xã. Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính chuyển vào cách ly theo dõi và điều trị tại cơ sở y tế theo quy định. 3. Trung tâm y tế thị xã tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm toàn bộ các trường hợp nhập cảnh từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 mà chưa được xét nghiệm COVID-19 gửi về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Dự trù, thông báo nhu cầu, môi trường, lấy mẫu bệnh phẩm cần cấp bổ sung gửi về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đảm bảo đầy đủ môi trường lấy mẫu bệnh phẩm.
báo cáo số liệu giám sát hàng ngày theo đường link tại phụ lục, lập danh sách người vào khu cách ly theo biểu mẫu số 2, gửi vào hòm thư báo dịch qn@gmail.com, lập danh sách lấy mẫu xét nghiệm theo biểu mẫu số 1, gửi kèm theo mẫu bệnh phẩm. Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã phường nghiêm túc triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ công văn số 1201 ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử. Về nội dung này, Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Ủy ban nhân dân các xã phường thống kê và lập danh sách quản lý chặt chẽ sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt người có bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh khác. Khuyến cáo và thông báo cụ thể đến các gia đình có người cao tuổi, người có bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao hạn chế tối đa việc ra ngoài, khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác. Khi có vấn đề về sức khỏe, phải liên hệ ngay với trạm y tế xã phường. Trong trường hợp thật sự cần thiết cấp cứu mới đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh, luôn sử dụng khẩu trang và sát khuẩn tay nếu ra ngoài nhà. Thực hiện khai báo y tế điện tử hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ, trước hết ưu tiên kê khai cho người từ 60 tuổi trở lên và người có bệnh lý nền, bệnh không lây nhiễm hoặc có các bệnh lý khác. Hình thức khai báo trên thiết bị, điện thoại thông minh, máy tính bảng, thông qua ứng dụng nCoV, tải xuống từ Google Play hoặc App Store. Trong quá trình khai báo y tế điện tử, nếu có khó khăn vướng mắc, liên hệ số điện thoại 0949 760 366. Thông báo rộng rãi số điện thoại của cán bộ y tế, dân số trên địa bàn các xã phường để người dân cung cấp thông tin. Đặc biệt, thông tin tình hình sức khỏe người cao tuổi, người mắc bệnh không lây nhiễm. Thực hiện dinh dưỡng tăng cường sức khỏe cho người cao tuổi theo các hướng dẫn. Báo cáo kết quả thực hiện về phòng y tế tổng hợp báo cáo về Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 2. Trung tâm y tế thị xã, trung tâm y tế than khu vực Mậu Khê thực hiện việc cấp phát thuốc điều trị mãn tính với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng bệnh nhân tối thiểu 2 tháng. Liên lạc thường xuyên với người bệnh để hỗ trợ tư vấn trong suốt quá trình sử dụng thuốc đã cấp và ghi chép lại trong bệnh án ngoại trú của người bệnh. 3. Phòng y tế chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã. Tổng hợp kết quả thực hiện triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử, khai báo Sở Y tế và Ủy ban nhân dân thị xã theo chế độ báo cáo. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Thưa toàn thể nhân dân, trong thời gian qua, các cấp các ngành đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thị xã. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa nghiêm túc trong thực hiện chỉ đạo của thị ủy, nhất là xây dựng kịch bản, phương án phòng chống dịch cấp độ 2, 3. Đặc biệt là vấn đề tình trạng tập trung đông người trên địa bàn, tổ chức tiệc cưới, điểm kinh doanh, ăn uống, karaoke. Trước những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường của dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, nguy cơ dịch bệnh xuất hiện, lây lan và bùng phát rất cao nếu không kiểm soát tốt. Thường trực thị ủy yêu cầu 1. Đảng ủy, ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã phường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của thị xã và bằng mọi biện pháp chỉ đạo thực hiện dừng toàn bộ các hoạt động tổ chức tiệc cưới, liên hoan, ăn uống tập trung đông người. Đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường phải chịu trách nhiệm cao nhất trước thường trực thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã nếu trên địa bàn để xảy ra tình trạng người dân tổ chức tiệc cưới tập trung đông người. Khẩn trương rà soát, ban hành kịch bản, phương án đáp ứng cấp độ 2, 3 trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã phường và thôn khu, đặc biệt quan tâm đến phương án phải phong tỏa cách ly một thôn khu và xã phường, tập trung cao nhất các giải pháp huy động lực lượng nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ: cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác hậu cần phục vụ phòng chống dịch COVID-19 và triển khai tập huấn cụ thể đến từng thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã, phường, các thôn khu và các lực lượng liên quan. Xong trước ngày 30 tháng 3 năm 2020, đảng bộ thị xã phối hợp với công an thị xã chỉ đạo lực lượng công an, y tế xã, phường kiểm soát chặt chẽ hộ tịch, hộ khẩu, lưu trú, người dân đi đến trên địa bàn và thực hiện
khai báo y tế, kiểm soát dịch tễ chặt chẽ theo quy định, kịp thời xử lý các trường hợp có yếu tố dịch tễ và phải cách ly theo quy định. Yêu cầu các đại biểu triệu tập và đại biểu mời dự đại hội chi đảng bộ cơ sở thực hiện tốt việc tự phòng chống cách ly và không di chuyển ra khỏi địa bàn thị xã trong 14 ngày trước khi diễn ra đại hội. Giúp đỡ hộ nghèo, thoát nghèo. 2. Giao cơ quan ủy ban kiểm tra, thanh tra, cơ quan khối mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị thị xã thành lập các tổ công tác tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 tại các xã phường, báo cáo thường trực thị ủy để chỉ đạo xử lý kịp thời. 3. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ thị ủy viên, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo thị xã phụ trách các địa bàn chủ động theo dõi, chỉ đạo kịp thời, đảm bảo thực hiện hiệu quả nhất công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã. Đồng chí yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định trong đảng ủy và các chỉ bộ thông thực hiện các chỉ tiêu cụ thể. 9 tháng 3 để mọi người có thể nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Kế hoạch này được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tối ngày 18 tháng 3. Để nhắn tin ủng hộ, bạn cần soạn tin nhắn với cú pháp CV, khảo sát dấu từng chỉ tiêu N, còn khó khăn để tháo gỡ giải quyết. Trong đó N là số trong lần ủng hộ phải khởi công các tuyến đường, mỗi lần ủy ban nhân dân thị xã đã đồng ý cho chủ trương xây dựng, tới hỗ trợ 1407. Vận động nhân dân nếu trồng cây xanh ủng hộ 200 đường đường mẫu, cú pháp từ đảng ủy, chính quyền xã Tân Việt đến các chi bộ thôn, 10, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, vận động người dân phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, quyết tâm huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Tân Việt trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay sau khi tập trung chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ cấp xã, khó thở cần thực đối với chi bộ thôn Hồ Lao, đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng, báo khắc khó khăn hoặc về nhà một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét. Để tháo gỡ giải quyết, dồn điền đổi thừa để thu hút đầu tư xây dựng các trang trại để nâng cao giá trị. Vận động người dân thành lập hợp tác xã, nghiên cứu phát triển dịch vụ thương mại, chuyển đổi cải tạo vùng nông kém hiệu quả, hạ tầng điện, vận động nhân dân vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa. Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu gom rác thải, không chăn nuôi trong khu dân cư, tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng phong trào nét văn hóa của người dân Tân Việt, gắn với di tích đình chùa Hổ Lao, địa chỉ gắn liền với sự kiện thành lập hệ thống chiến khu. 5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 3 tháng 3, thị xã Đông Triều đã có buổi làm việc với quỹ Thiện Tâm tập đoàn VinGroup để thống nhất phương án triển khai lao động nhà trường do quỹ Thiện Tâm tập đoàn VinGroup tài trợ năm 2020. Làm việc với quỹ Thiện Tâm tập đoàn VinGroup, về phía lãnh đạo thị xã Đông Triều có đồng chí Nguyễn Văn Bình, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, không chủ quan với dịch bệnh. Theo dự kiến năm 2020, quỹ Thiện Tâm tập đoàn VinGroup sẽ triển khai các dự án gồm một số hạng mục công trình của chùa Quỳnh Lâm, một số hạng mục công trình của chùa Hồ Thiên, một số hạng mục công trình của chùa Thượng Họa Vân, tu bổ di tích Phổ Sơn Lăng, Lăng Trần Dụ Tông, tu bổ